Từng ngày trôi qua trong anh, nghe trong lòng anh với bao ưu phiền. Từng suy tư miên man nơi đây, chợt lòng này muốn có ai cạnh bên. Đợi một người nào đó Chúa đã dành cho anh trong cuộc đời. Là đời em baby, chúng em is only you. Có ánh sáng soi trên đường em đi, có chút nắng vương trên ngày em về, có thoáng chút bối rối trong anh và anh đã yêu mất rồi. Xin Cha ban cho em những phút giây yên bình, dẫu có những sóng gió những lúc em yếu lòng thì xin hãy nhớ rằng ngày sẽ bên em mãi mãi. It's only you, mãi trong tim này it's only you, nắm đôi tay này it's only you, vẫn luôn nắm đầy nguyện cầu Cha luôn đi bên ta. It's only you, đến suốt cuộc đời it's only you, sẽ không thay rời it's only you, có anh đây rồi, cảm tạ Cha ban cho chúng ta tình yêu này. Yeah. Ready. Này em ơi, anh sẽ kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ, hát em nghe bài tình ca, mua tặng em bó hoa màu đỏ. Ngày trôi qua, anh sẽ yêu em nhiều hơn những gì anh có, vì em là người con gái mà anh gọi là chân ái. Yeah. Anh sẽ bên em mãi nè, anh sẽ thương em mãi và dù cuộc đời vất vả, anh sẽ yêu em thôi nha. Nhưng trên hết em yêu à, Chúa ở với chúng ta mà có Chúa là tất cả thì anh cùng em bước qua nha. Đôi tay này it's only you, vẫn luôn nắm đầy nguyện cầu Cha luôn đi bên ta. It's only you, đến suốt cuộc đời it's only you, sẽ không thay rời it's only you, có anh đây rồi, còn là Cha ban cho chúng ta tình yêu này. Trân trọng kính chào các vị sư và cũng như hết thảy các đại thầy Chúa đang ngồi trong phòng kinh này để cùng nhau học về lời của Ngài qua bài học số 3 này thì dạy chúng ta về sự chọn lựa bạn đời. Ở đây thì nói là bạn đời thì chúng ta hiểu rõ hơn là chọn lựa người để chúng ta kết hôn. Nhưng mà chúng ta học để dạy chắc chắn là trong phòng hôm nay chúng ta không, người mà đã chọn rồi thì chắc chắn là không còn chọn nữa, chứ không phải là chúng ta học xong rồi để chúng ta lọc theo để chúng ta dạy dỗ thế hệ sau là con cháu hoặc là dân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì trong cái phần giới thiệu thì chúng ta thấy rằng là sự lựa chọn rất là quan trọng, vì lời Chúa được dạy chúng ta trong Ê-sai. Trước tiên chúng ta sẽ học cái phần giới thiệu bài học này ở trong Ê-sai đoạn 58 câu 11. Ê-sai đoạn 58 câu 11, tôi xin đọc: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dẫn đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Đây là cái phần giới thiệu về cái bài học này. Thì chúng ta thấy rằng sự dẫn đưa của Đức Giê-hô-va, bất cứ gọi là thời điểm nào, hoàn cảnh nào, thì Ngài ví như là dòng sông dòng suối, khi mà tưới một cái vườn mà không hề khô, mà bất cứ gọi là thời điểm nào hoặc là thời tiết nào, Ngài không có giới hạn về sự ban ơn, sự chúc phước. Khi mà chúng ta chịu, chúng ta bằng lòng dẫn dắt bất cứ trong lĩnh vực nào,
Đó là cái phần giới thiệu. Còn cái bài học này thì rất là nhiều về, gọi là nói về cái phương pháp mà để chúng ta lựa chọn bạn đời, hoặc là cái nguyên tắc. Thì ở đây thì có tầm quan trọng của sự chọn lựa, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, các tiêu chuẩn của Kinh Thánh, các đức tính cá nhân, những hoàn cảnh, yêu thương và chấp nhận lẫn nhau, sự bảo đảm về ý muốn của Đức Chúa Trời. Và giới thiệu của bài học này thì đưa ra những xin lỗi, bài học này sẽ giúp bạn đưa ra những lý do tại sao việc chọn lựa người bạn đời là điều vô cùng quan trọng. Liệt kê những nguyên tắc được tìm thấy trong đời Đức Chúa Trời mà qua đó một cơ đốc nhân nhận được sự hướng dẫn trong việc chọn lựa người bạn đời, xác định những tính cách mà bạn mong đợi ở người bạn đời. Cái gọi là mục tiêu đầu tiên đó là tầm quan trọng của sự chọn lựa. Thì ở đây thì người ta đưa ra hai lý do để mà chúng ta nhìn thấy chúng ta cần phải phải lựa chọn. Lý do đầu tiên đó là việc chọn lựa người bạn đời là điều rất quan trọng, vì những ảnh hưởng của người phối ngẫu sẽ tác động lên cuộc đời của những người của bạn, người mà bạn sẽ kết hợp giúp định hướng cuộc đời bạn. Cái phần này thì chúng ta thấy rằng là cái điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy, đó là cái điều nói về cái tầm ảnh hưởng, hoặc là nói về cái định hướng, cái định hướng hoặc là cái mục tiêu thì nó tùy thuộc vào cái người mình kết hôn. Rất là quan trọng cái điều này. Đấy, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là sự chọn lựa này là quan trọng vì đó là sự chọn lựa cho cả cuộc đời. Cơ đốc nhân không nên kết hôn với ý niệm rằng họ vẫn có có thể ly dị nếu không thể sống hợp nhau. Nếu bạn có một chiếc xe đạp hoặc một chiếc xe hơi mà bạn không thích, bạn có thể bán nó đi và mua lại chiếc khác. Nhưng bạn không thể làm như vậy với vợ hoặc chồng của mình. Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân kéo dài suốt cả cuộc đời. Cảm ơn Chúa. Thì theo cái bài học trước thì loạt bài học trước thì người ta có thống kê, khi mà tôi nghe thì người ta thống kê như vậy, thì tôi phải chứng minh. Người ta thống kê là 2/3 về về sự ly 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 hôn, 2/3. Cái tỷ lệ nó cao hơn cái người đang gọi là trung thực, người đang sống gọi là suốt cả đời. Thì theo chúng ta học cái phần này thì lý do thứ nhất là đem đến sự ảnh hưởng hoặc là sự định hướng. Lý do thứ hai đó là chúng ta cần phải có gọi là sống trọn đời, chứ không thể nào người ta ví như giống như là đồ vật hoặc là tài sản. Thích thì người ta xài, không thích thì người ta đổi hoặc là bỏ đi, vứt đi. Thì để chúng ta xác định rằng cái việc hôn nhân nó không giống như là đồ như vậy, mà là cảm ơn Chúa. Thì cái phần này khi mà tôi có cái dịp để mà làm lễ kết hôn thì tôi luôn luôn nhấn mạnh về sự giấu, tôi luôn luôn nhấn mạnh về giấu, giao ước là điều điều Đức Chúa Trời thiết lập. Thì khi mà
người ta nói cái từ cái nước thì rất là nhiều hình thức. Tôi xin làm chứng một chút, khi mà tôi chưa có tin Chúa thì trong cái việc gọi là cái việc sai trái, cái việc không đúng, để mà có một người bạn thôi, thì tôi phải gọi là giống như là hồi xưa ta gọi là thề, không có từ nhau, không có bỏ nhau, phải lấy máu rồi đổ vô rượu vào. Đó là cái việc là nói lên là không có phản bội nhau, không có để bỏ nhau. Thì về cái sự giao ước thì tôi nói sơ về máu. Khi mà người ta kết ước thì người ta luôn luôn trong Kinh Thánh dạy là thời cứu ước thì dùng máu dê và chiên bò, nhưng mà thời tân ước thì chúng ta kết ước với Chúa là huyết của Chúa Giêsu. Nhưng mà trong lĩnh vực hôn nhân thì tôi không rành về khoa học, nhưng mà tôi có hiểu về về cái cặp hôn nhân khi mà và gọi là quan hệ với nhau thì người ta gọi là kết ước với là với máu. Đó là cái sự kết ước gọi là trở nên một, nó không bằng bằng lời mà là bằng máu, thì gọi là sự sống, kết ước bằng sự sống thì không thể nào mà gọi là chia lìa nhau hoặc là tách rời nhau. Đó là hai lý do mà chúng ta phải phải cần đến được Đức Chúa Trời và cần đến sự dính chặt với nhau. Cái lời của Chúa dạy ở trong Roma đoạn 7 câu 2 thì do đó một phụ nữ có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì người phụ nữ ấy còn bị luật pháp ràng buộc phải sống với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết đi thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. Ở trong Mác đoạn 9 câu đoạn 10 câu 9, vậy loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Cái thời điểm, cái sự việc này rất là thực tế khi mà tôi mới tin Chúa, rất là thực tế đến nỗi những già làng, những người cao tuổi họ phải ganh ganh tị bản thân tôi. Vì khi mà tôi mới tin Chúa thì cảm ơn Chúa, tôi giúp đỡ rất là nhiều cặp hôn nhân họ đổ vỡ. Trong cái lĩnh vực gọi là người tin Chúa đó thì tôi phải gồng, phải kìm, phải khuyên những người tin Chúa, đồng thời cũng một cái tác động lớn nữa đó là cái người già làng họ cũng gánh nữa. Họ nói là mày đừng có gặp tao, mày gặp con thỏ đi. Vì thời điểm đó thì dân sự Chúa họ tin cậy về về người của Đức Chúa Trời, người hầu việc Đức Chúa Trời để có một cái sự xây dựng. Thì đây là những điều mà bản thân tôi thường lấy lời Chúa để khuyên, vì tôi hiểu rằng là cái cuộc hôn nhân ở trong Chúa là mình không có một cái lý do nào mà ngoài cái việc gọi là ngoại tình thì mới mới gọi là, thứ nhất là chồng ngoại tình hoặc là vợ ngoại tình thì mới gọi là ly dị. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là khi mà người vợ hoặc người chồng về với Chúa thì họ mới được lấy vợ hoặc chồng khác. Nên nên trong hội thánh thì tôi thường khuyên những người mà bị mới tin Chúa mà cứ cái gì gọi là sức sức mẹ một chút ngoài cái lý do, hai lý do đó thì họ họ đòi ly hôn hay ly thân ly dị, thì tôi khuyên như vậy. Ở đây thấy rõ là cái điều trong sách Roma nói là trừ khi chồng hoặc là vợ chết thì cái luật pháp của kết hôn hoặc là luật pháp của hôn nhân mới gọi là hết hiệu lực. Đó là trừ khi về với Chúa chồng hoặc là vợ. Rồi điều thứ trong Roma thì con người thì tôi nghĩ là bất cứ là dân sắc tộc nào thì cũng cũng như vậy. Khi mà một người cha, một người mẹ hoặc là họ hoàn cảnh họ giàu có thì có cái trường hợp rất là thực tế ở trong hội thánh mới tin Chúa, thì người cha người mẹ thấy người con rể này làm lụng hoặc là
không vừa lòng không đẹp lòng thì người mẹ nói là mày bỏ chồng mày đi, tao cưới cho mày chồng khác. Đó là như vậy. Đây là cái cách mà lo người không lẽ là như vậy. Có những hoàn cảnh người vợ không biết gì hết nhưng mà cười người quyết định là người cha người mẹ. Cho nên cái điều này thì xảy ra rất là thực tế trên đời sống thực thể này. Thì qua cái lời Chúa là ở đây nhấn mạnh là loài người thì khi mà dân sự Chúa đến mua xe thì xin lỗi, ở trong sách Matthew thì kể lại câu chuyện là trong đoạn 19 đó, thì tôi nhớ là cũng cũng giống như là cái trường hợp của sách Mark này, thì trong đó thì Chúa Giêsu dạy rằng là tại dân sự Chúa cứng lòng thôi, gọi là hết cách để mà thì Môi-se mới đưa ra cái luật gọi là ly dị, nếu như nghe lời khuyên thì nó không có luật ly dị, tại vì loài người nó quá cứng lòng nên mới có luật như vậy. Đối với cơ đốc nhân thì không có khái niệm hôn nhân thử nghiệm hay sống thử trong một thời gian để xem hai người có hợp với nhau hay không trước khi kết hôn thật theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì đây là điều sai trái. Cảm ơn Chúa thì khi cách đây 2 năm thôi thì có một cái phái này họ không biết là họ hiểu Kinh Thánh như thế nào. Khi mà cầu nguyện lễ đính hôn thì họ họ tuyên bố luôn gọi là lễ kết hôn. Không biết là họ đọc như Kinh Thánh như thế nào. Thì tôi hiểu rằng giống như là nó là mới đính hôn thì họ công bố lễ kết hôn, thì tôi cho rằng là sai nguyên tắc Kinh Thánh. Vì đính hôn nó mới gọi là trên văn hóa người tiên thì giống như là mới gọi là đặt cọc vậy thôi, theo nghĩa người tiên là như vậy, chứ không có, mình không thể nào mà tuyên bố là lễ kết hôn được. Vì có 2 cặp như vậy trong cái phái này. Cái điều này theo các vị mục sư như thế nào thì thôi, theo tôi hiểu là lễ đính hôn thì giống như là mới mới chờ gọi là mình ấn định một cô nào đó cho người con, chứ không thể nào mà tuyên bố kết hôn được. Tôi nghĩ là họ làm sai một bước như vậy. Thì ở đây thì cũng như vậy. Theo quan niệm của thế gian thì họ phải suy nghĩ đến cái việc gọi là sống thử. Nhưng mà họ hòa hợp thì họ mới tiếp tục vươn tới việc kết hôn. Như vậy là cái quan điểm này rất là sai trật. Bất cứ một người nam hoặc là một người nào, người nữ nào, cái điều này chúng ta cần phải gọi là xác quyết để mà công bố trên dân sự Chúa. Đặc biệt là trong trong lĩnh vực thanh niên nam nữ, chúng ta rất là phải xác quyết trong cái lĩnh vực này, vì nó đã ở đây gọi là sống chung mà hoặc là yêu thương, mà trong cái lĩnh vực yêu thương thì chúng ta không có xác quyết về luật pháp của trời thì rất là dễ dàng. Khi mà tôi nhớ câu hỏi của một sư cô kỳ rồi thì nhiều quan điểm nó lệch lạc như vậy, vì nó không mang tính gọi là trộm cắp gian ác. Ở đây tôi có nhiều cái trường hợp cái gọi là cái lĩnh vực sống thử. Xin lỗi, khi mà người nữ đã có mang rồi thì họ gọi là họ gọi là ác ý, họ nói là không hợp thì họ đi mất, thì cái người thiệt thòi nhất đó là người phụ nữ. Người thiệt thòi nhất là người phụ nữ. Nhưng mà lúc đầu thì họ nói sống đồng chết với nhau, hết lòng với nhau, nhưng mà khi mà đã có cái hậu quả như vậy thì họ họ đi mất. Nên cảm ơn Chúa, Kinh Thánh dạy rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Cái phần mục tiêu 2 chúng ta sẽ phát sang phần mục tiêu 2, đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời
sự dẫn dắt, sự sẵn lòng dẫn dắt của Đức Chúa Trời, nhận biết năm cách Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta chọn lựa người bạn đời. Nếu là con cái Đức Chúa Trời, bạn có thể tin chắc rằng Cha Thiên Thượng luôn muốn bạn có được một người bạn đời tốt nhất. Đức Chúa Trời dựng nên Eva làm người bầu bạn mà Adam cần. Đức Chúa Trời cũng biết rõ bạn và nhu cầu của bạn. Ngài biết bạn rõ hơn cả bạn biết về chính bản thân mình nữa. Cho nên Ngài biết chính xác ai là người hối ngộ tốt nhất của bạn. Chúa yêu bạn và muốn giúp đỡ bạn. Chúng ta nhìn thấy về câu chuyện của Adam và Eva thì mục đích của Đức Chúa Trời thì nói về cái sự dựng nên bà Eva này là mục đích chính là nói về sự giúp đỡ. Thứ hai thì Ngài mới phân tích về cái nhu cầu thân thể, thì cái mục đích ưu tiên hàng đầu đó là sự giúp đỡ. Vì cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thấu và Ngài chăm sóc chúng ta, và biết rõ chúng ta hơn chính bản thân chúng ta. Ở cái phần mục thứ ba thì các tiêu chuẩn kinh thánh liệt kê các nguyên tắc tìm thấy trong lời Đức Chúa Trời dẫn một cơ đốc nhân trong việc chọn người bạn đời. Điều đầu tiên là và quan trọng nhất là cách Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn qua lời Ngài, qua Kinh Thánh. Ngài ban cho bạn một số nguyên tắc để làm theo. Bạn có thể bảo đảm rằng sự dẫn dắt của Ngài không trái ngược với lời Ngài. Hai trong số các nguyên tắc dành cho cơ đốc nhân là một, kết hôn với một cơ đốc nhân, và hai, chắc chắn bạn phải đồng ý. Đây là cái nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta phải sống, phải làm. Đó là chúng ta kết hôn chỉ một lần duy nhất. Thì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ gật đầu và đồng ý trước mặt Đức Chúa Trời thôi. Kết hôn với một cơ đốc nhân, những người đã lập gia đình, cho dù là người cơ đốc nhân hay không phải là cơ đốc nhân, cũng đều có những bổn phận của lương tâm đối với người bạn đời của mình. Nhưng nếu bạn là một cơ đốc nhân mà còn độc thân thì bạn đừng quên rằng Đức Chúa Trời không bao giờ muốn bạn kết hôn với người chưa tin. Cảm ơn Chúa. Cái điều này là chúng ta cần nhấn mạnh về dân sự của Chúa. Vì ở trong Cô-rinh-tô dạy rất là kỹ cái điều này. Nói về mang ách thì cái từ mang ách này, cái người nông dân trước đây, trước 90 không có máy móc, là người rõ nhất. Không có ai mà bắt một con bò với một con trâu để mà làm mang ách chung để đi cày. Đó là cái nguyên tắc của người nông dân. Rồi khi mà cũng một con trâu mà cũng con trâu một con trâu né rồi, và cặp với một con trâu to đực hoặc cái cũng không được. Nó phải cũng một loài giống trâu hoặc bò, nó phải tương xứng với nhau. Thì mới làm được. Đó là cái kinh nghiệm của người nhà nông. Nên về lĩnh vực thuộc linh thì cái nghề mang ách này thì nó không nói đến về cày cuốc, mà nói đến về sống chung một, gọi là khái niệm, một niềm tin, một tư tưởng, một quyết định, thì nó mới gọi là nó mới dễ sống phù hợp với nhau. Vì về nói về cái tương lai hạnh phúc đối với dân sự của Chúa, nó cần phải xây dựng trên nền lời của Đức Chúa Trời.
không thể nào mà xây dựng trên sự khôn ngoan, trên bất cứ điều gì khác, nó phải được xây dựng trên nền lời của Đức Trời, thẳng thừng mà nói là trên lòng tin cậy của Đức Trời, trên niềm tin của Đức Trời, chứ không thể nào mà xây dựng trên tài sản, trên sự khôn ngoan của con người. Vì chính điều đó thì buộc cái người chọn lựa là phải chọn được người chung một niềm tin. Cái phần phần sau người ta nêu hai nhân vật thất bại, thì nhân vật đầu tiên nói về về Samson, nhân vật thứ hai thì nói về Salomon. Nói về Samson thì ở đây nói về sao là vua Samson, thì chúng ta thấy là Samson lấy dòng mạch, vì Samson không có vâng lời về cái người mẹ có khuyên, nhưng mà cái sự gọi là đua đòi, cái sự mê đắm cái nam sắc của Samson thì nó vượt qua tất cả cái sự luật lệ của Đức Chúa Trời, luật lệ của người mẹ, không có nghe được vì cái lực hút của đam mê sắc đẹp thì của Samson, nó phá đi cái luật lệ của người cha người mẹ, và chính Đức Trời ông phá bỏ. Ông không có quan tâm đến không có quan tâm đến về về luật của Đức Chúa Trời, đó là dân ngoại, và của Samson là dân ngoại. Nhưng mà chúng ta thấy cái hậu quả của Samson như thế nào. Chính cái người vợ yêu quý của mình đã cạo đầu, rồi cuối cùng ông thảm họa, ông thất bại. Đó là điều mà Samson gặt hái lại cái sự không vâng lời của mình. Thì vua Salomon lúc trẻ thì ông gọi là ông người vợ ông của ông thì luôn luôn nghe lời ông, nhưng mà khi về già, vì ông đã mang ắt chung với người ngoài, khi về già thì ông phải phải nghe lời những người vợ, vì một vị vua mà lấy vợ dân ngoại mà toàn là vợ trẻ không, thì lúc đầu thì các nàng hầu, các công chúa luôn luôn kính sợ đầu phục, nhưng mà cuối cùng thì cái hậu quả vẫn là xây dựng đền thờ của ban đền thờ của Astarte, thì chính tài ông cũng phải xây dựng, có nghĩa là cái hậu quả của người không vâng lời, mặc dù cái tiêu chuẩn thực tế về Samson thì nói lên một cái sức mạnh, còn ông Salomon thì nói lên về về cái ý quyền, thì chúng ta thấy rằng vừa cái ý quyền sự giàu sang, nhưng mà cái hậu quả nó vẫn là hậu quả. Cứ chúng ta là ai, khi mà chúng ta đã từ chối khước từ luật của Đức Chúa Trời, nó hậu quả vẫn là hậu quả, mặc dù trên cương vị chúng ta là ai. Cảm Chúa, hai nhân vật này tôi Chúa dạy dỗ tôi rất là rõ về cái sức mạnh, về cái quyền thế, nhưng mà đối với Satan thì chúng ta không bao giờ cái mục tiêu. Vì trong địa chỉ thánh rất là nhiều thời gian thì có hạn, tôi chỉ nói hai cái nhóm đó. Mục tiêu chúng ta học tiếp đó là những điều chúng ta học tiếp cái phần đó là chắc chắn bạn phải đồng ý, cho dù kết hôn với người tin Chúa là điều quan trọng, nhưng cũng còn những điều khác cần phải quan tâm. Kinh Thánh dạy rằng bạn không thể có một gia đình hạnh phúc nếu cả đời không nhất trí về một số điều nào đó.
Sự bất đồng về tôn giáo có thể làm cho gia đình bạn bạn khốn khổ, bạn và người bạn đời nên thỏa thuận về vị trí của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn. Cách mà bạn sẽ phục vụ Ngài, Hội Thánh bạn sẽ tham dự và niềm tin bạn mà bạn sẽ dạy cho con cái mình. Đôi khi sự khác biệt về giáo lý cũng gây chia rẽ một gia đình. Đây là cái hậu quả về cái điều mà chúng ta không có vâng lời, giống như là cái điều mà tôi vừa nêu ở trong hai nhân vật đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại khi mà khác giáo lý, khác niềm tin. Người ta nêu rằng là một cái điều nhỏ nhất khi mà đã bất đồng thì thật sự chúng ta chắc chắn là trải nghiệm cái điều này. Vợ và chồng không đồng ý một cái khía nào thôi thì nó gây ra sự khó chịu, huống hồ chi là một người nam kết hôn với một người nữ không tin Chúa, hoặc là một người kết hôn với người nam không tin Chúa. Rất là thất bại khi mà có hai cái khái niệm như vậy. Chúng ta sang cái phần các đức tính cá nhân, gọi là mục tiêu 4: nhận biết các đức tính cá nhân của người chồng hoặc người vợ nên có. Các đức tính nào mà bạn muốn có nơi người mà bạn sẽ kết hôn? Một số thanh niên cho rằng người nữ mà tôi sẽ cưới phải xinh đẹp, có tài và có học thức. Cô ấy phải xuất thân từ một gia đình có quyền thế và giàu có. Bạn có thể ao ước một vài điều như vậy, nhưng không một điều nào bảo đảm một gia đình hạnh phúc cả. Thật ra một thiếu nữ xinh đẹp có thể kiêu căng, tự đắc vì sắc đẹp của mình. Cô ấy thậm chí có thể dùng sắc đẹp của mình để thu hút phái nam sau khi cô ấy đã kết hôn. Đây là người điều điều mà Chúa muốn chúng ta dạy dỗ trên dân sự. Chúng ta không đặt vấn đề trên gọi là trai tài gái sắc hoặc là trên quyền thế sự giàu sang, vì vì tôi nói về lúc đầu đó là bản thân chúng ta chắc chắn là như vậy, và chính dân sự của Chúa nó phải đặt trên nền lời của Đức Trời. Khi mà trên thế gian này họ họ xây dựng người, tôi nhớ là tôi có cái thông tin về đọc báo và trang mạng, người ta đang là vua gọi là giống như là siêu sao của nhiều nhất là tiền bạc, nhiều nhất đó là người điện ảnh gọi là Hollywood. Khi mà Hollywood là giải phim nổi tiếng nhất, ngành điện ảnh nổi tiếng nhất, nhưng mà họ cũng là có một đời sống gọi là ly dị hoặc là ly thân, có nghĩa là tỷ phú hoặc là một vị quyền chức nào, nó cũng không thể nào mà lấy tiền bạc hoặc là địa vị để mà xây dựng cái nền quốc này. Tôi nhớ một cái một ông mục sư này, tôi nhớ nằm lòng luôn, ông công bố một câu rằng hạnh phúc hai chữ này không có ai mà có sẵn trong tay, vì cái điều này gọi là giữa người nam và người nữ phải xây dựng mới có, phải xây dựng mới có. Bất cứ người ta có cái gì, có thứ gì cũng không thể nào mà mua được hoặc là có được, đổi được. Vì chính cái hạnh phúc này là hai người đó, giữa người nam người đó, họ xây dựng, chung tay xây dựng mới có. Đó là điều tôi học được cái câu đó. Vì chính điều đó thì ở đây người ta cho rằng không thể nào mà xây dựng trên tiền bạc, trên sắc đẹp, trên uy quyền, không thể nào. Đây là cái mục tiêu của 4 chúng ta học. Cái phần tiếp nữa là bạn đang tìm kiếm một người có thể tiếng tốt hay một người đáng nghi ngờ,
Một người luôn chân thật hay một người sẽ lừa dối bạn? Người chăm chỉ hay người lười biếng khiến kiên nhẫn hay dễ nản lòng? Đáng tin cậy hay thất tín? Tính cách của một người được hình thành và phát triển suốt thời thơ ấu. Vì thế, gia đình của người mà bạn đang quan tâm có thể cho bạn biết về tính cách của người đó. Người ta thường nói cha nào con trai nấy hay mẹ nào con gái nấy, vì con trẻ thường làm theo gương của người cha mẹ mình. Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời luôn giúp một cơ đốc nhân có thể thay đổi lối sống của mình, cho dù họ nhận được một sự giáo dục không được tốt từ phía gia đình. Cũng có một số người xuất thân từ các gia đình gia giáo nhưng lại không làm gương của cha mẹ. Vì thế, qua gia đình của một người có thể giúp bạn nhìn thấy một số đức tính nào đó, nhưng cũng đừng bao giờ vội phán đoán về tính cách của một người chỉ hoàn toàn dựa trên nền tảng gia đình của họ. Ở đây thì chúng ta tất nhiên là thế gian có câu là cha nào cũng nấy, nhưng mà chúng ta cũng phải dựa trên nền lời trên nền lời của Đức Trời để mà chúng ta nhận xét điều này. Khi mà chúng ta chọn lựa một người bạn đời, tình yêu chân thật sẽ làm cho chồng và vợ cố gắng tự điều chỉnh cho nhau, bỏ qua những điều thật sự không quan trọng và giúp nhau trong những điều quan trọng. Nhưng đừng vội kết hôn một cách mù quáng bạn đời của mình, bởi vì những thói quen này có thể cho bạn thấy nhiều điều về phẩm tính của cô ấy hoặc anh ấy và những điều mà bạn có thể trông đợi trong tương lai. Người mà bạn cưới sống sạch sẽ hay dơ bẩn, lịch sự hay thô lỗ, chăm sóc hình thể hay sống cẩu thả, người ấy luôn luôn nói hay lắng nghe đến những gì người khác nói. Người ấy có thể nghiêm túc chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh không? Người ấy đối xử với cha mẹ và chị em của mình như thế nào? Đây là những đức tính cần có trên tiêu chuẩn của bạn đời cơ đốc nhân. Họ tốt với gia đình chưa đủ, và với người cha mẹ anh em ruột thịt và gọi là xóm liền, đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần có. Cái điều tiếp nữa là chúng ta cái phần tiếp nữa là chúng ta sẽ sang cái phần mục tiêu số 5, đó là những cái hoàn cảnh. Nghiên cứu những sự trợ giúp mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho các tín hữu trong việc tìm kiếm người phối ngẫu. Chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời thường hướng dẫn qua những hoàn cảnh. Chúng ta thấy điều này được minh họa trong một số câu chuyện tình tuyệt đẹp trong Kinh Thánh. Ở đây người ta tôi xin nói sơ tóm tắt về câu chuyện của Luther. Câu chuyện của Luther thì chắc chắn là đây chúng ta được biết. Khi mà có một cái bạn đời qua sự trợ giúp, vô dẫn với bối cảnh này thì Luther nuôi một người Luther cũng là người quá và nuôi một người mẹ quá, thì thời điểm này gọi là xa cơ thất thế, phải đi móc lúa vào cánh đồng ruộng của bố. Nhưng mà bố chỉ giúp đỡ bằng cách là đầu tiên thì giúp đỡ nhẹ thôi, thì sai đại tớ là khi móc lúa thì phải cho rơi rớt khi thì phải cho rơi rớt. Là chúng ta sẽ đi tiếp phần là mục tiêu 5, cái là hoàn cảnh. Thì chúng ta nói về câu chuyện Luther,
thì chúng ta không thể nào mà nói hết được. Nhưng mà cái thành tâm, cái tâm huyết của Bo giúp đỡ thì cái điều cuối cùng thì Bo và Ruter trở nên vợ chồng. Đó là điều điều tôi vừa nêu. Còn câu chuyện của Isaac cũng vậy. Khi mà Isaac thì chọn lựa thì trước tiên là ý tưởng của người ba phải đi đến dòng họ của mình. Thì người ba đưa ra ý tưởng đó là cái người đại tớ thì họ họ cầu nguyện rất là kỹ. Cái người đại tớ là cầu nguyện rất là kỹ. Ông nói, ông cho rằng nếu mà ai múc nước chào đón ông trước rồi múc nước cho lừa ông uống thì đó là người vợ của con ông chủ. Thì ông cầu nguyện đưa ra một vấn đề thì Đức Trời ngài làm y như vậy. Khi mà ông đến nhà Rebecca thì câu chuyện đó, sự việc đó xảy ra đúng y như vậy. Nhưng mà thực tế thì tất nhiên là cái người chủ cũng chẳng đến nhà cậu để mà cưới cô ông thì, nhưng mà trên thực tế thì cái người đại tớ này họ không hoàn toàn tuyệt đối dựa trên cái ý tưởng của người chủ, mà ông phải cầu quỳ gối cầu nguyện để nhận sự soi dẫn từ Đức Trời. Ông làm bằng cách là phải quỳ gối cầu nguyện. Ông đưa ra cái điều kiện giống như là đặt cái điều kiện trước mặt Chúa để hiểu rằng cái người mà Đức Trời lựa chọn đó là phải như thế nào. Thì cái sự việc ra y như mà cái người đại tớ này mong đợi, đó là người nào mà múc nước cho lừa của ông uống đó chính là người vợ của con chủ của ông. Đó là cái việc mà Ruter thì qua cái việc giúp đỡ của Bo thì cái việc đại tớ của Chúa của Abraham thì ông cần sự dẫn dắt của Đức Trời. Cái mục tiêu đó, cái mục tiêu năm là dạy chúng ta về cái sự, về cái lĩnh vực giúp đỡ, thì chúng ta thấy rằng người bạn đời chúng ta cần sống. Thì người ta sẽ cái phần tiếp nữa là bởi tình yêu thì gọi là chấp nhận với nhau, đó là mục tiêu sáu. Đó là nếu các đức tính chủ yếu để nhận biết giữa tình yêu chân thật với cảm xúc hay sự thu hút của thể xác, không có cuộc hôn nhân nào có thể hạnh phúc mà không có tình yêu chân thật giữa vợ và chồng. Tình yêu đem lại cho loài người cảm giác thuộc về nhau, điều này khiến họ muốn làm vui lòng nhau, giúp họ tự điều chỉnh bất cứ điều gì cần thiết sao cho phù hợp với nhau. Tình yêu buộc chặt hai người lại với nhau hơn bất cứ điều gì khác. Tình yêu cao hơn cả tình dục hay sự hấp dẫn về thể xác. Tình yêu chân thật bao gồm sự tôn trọng, kính trọng, cảm kích và quan tâm lẫn nhau. Đừng nhầm lẫn giữa sự hấp dẫn về thể xác với tình yêu. Nếu bạn không biết chắc về cảm giác của mình, hãy cầu nguyện và trò chuyện với cha mẹ hoặc những cơ đốc nhân lớn tuổi hơn về điều này. Điều gì xảy ra nếu việc hôn nhân được gia đình sắp đặt giống như trường hợp của Rebecca và Isaac, không thể có bất cứ tình yêu say đắm nào dành cho nhau trước khi có cơ hội để biết nhau, nhưng ít ra cả hai phải sẵn lòng chấp nhận nhau trước khi họ kết hôn. Tình yêu cần được vun đắp. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi tình yêu chân thật. Ngài sẽ ban cho bạn tình yêu đối với người mà Ngài muốn bạn kết hôn, và Ngài sẽ cho người đó tình yêu đối với nhau. Cảm ơn Chúa. Cái phần này thì dạy chúng ta rằng chúng ta xây dựng cuộc hôn nhân trên nền của tình yêu. Khi mà cách đây hai chục năm có rồi, cái ông này quê rất là xa, ông đến nhà thầy thuốc này chữa về cái bệnh liệt,
cũng là có đến nhà tôi, ông tâm sự cũng nói là bắt đầu từ cái ngày đẹp đó là vợ ông bỏ ông luôn. Đó là câu chuyện thực tế trên đời. Lúc mà mạnh khỏe thì gọi là vợ chồng sống chung với nhau, chăm sóc nhau, nhưng mà ông bị liệt, bị liệt, ngã vào cái bệnh liệt đó là người vợ đi luôn. Thì tại sao tôi phải làm chứng điều đó để mà nhìn thấy rằng cái cuộc xây dựng người ta gọi là tình yêu bằng cái cảm xúc, và người ta xây dựng cuộc hôn nhân bằng cái sự cảm xúc, một lúc nào nó không thể nào mà tồn tại. Cái giá trị của tình yêu cao nhất là lúc mà gọi là cần đến nhau và đáp ứng nhau, đặc biệt nhất là trong cái thời điểm gọi là đau thì mới thấy rõ là cái sự quan tâm, sự chăm sóc, cái nhu cầu ngày thường nó cũng cũng cần cần đến nhau, nó cũng thấy rõ về sự đáp ứng nhu cầu về ngày thường, đặc biệt nhất là cái thời điểm gọi là đau, luôn luôn mong sự giúp đỡ, mong sự tương tác với nhau trong cái hoàn cảnh bí tắc nhất, là trong hoàn cảnh nhìn thấy tình yêu rõ nhất. Đó là cái điều chúng ta cần thể hiện rõ nhất trong cái thời điểm đó. Và mục tiêu số 7 đó là sự bảo đảm về ý muốn của Đức Chúa Trời, chỉ ra những dấu hiệu bên trong và bên ngoài mà Đức Chúa Trời dùng để hướng dẫn bạn có thật bạn theo ý muốn của Ngài. Sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời không phải là lúc nào cũng qua một cảnh tượng đặc biệt, nhưng thường qua sự phối hợp điều nhiều cách mà chúng ta đã đề cập, các tiêu chuẩn kinh thánh, các đức tính đúng đắn, những hoàn cảnh yêu thương và chấp nhận lẫn nhau, và sự bảo đảm về ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự bảo đảm này có thể đến như một cảm giác bình an khi bạn cầu nguyện cho vấn đề này, một niềm tin sâu xa rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ một phía, mà cả hai người nam và nữ phải cầu nguyện và có một sự tin chắc chắn này. Sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời có thể trải qua một thời gian, sự tin chắc có thể đến trước mặt sau khi Ngài hướng dẫn qua những cách khác. Đừng quá vội vã hay kiểm tra cảm giác của bạn bằng những cách khác mà Đức Chúa Trời dùng để hướng dẫn bạn. Cảm ơn Chúa. Thì qua quay bài học này thì cái phần mục tiêu 7 đó là nhấn mạnh về chúng ta phải cầu nguyện để nhìn thấy, để nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có gọi là vội vã quyết định, chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ rất là nhiều cách. Khi mà chúng ta quỳ gối với nhau cầu nguyện thì Ngài sẽ hướng dẫn, giống như là tôi kể lại đầy tớ của Abraham, ông cầu nguyện thì ông sẽ nhận được sự hướng dẫn từ người Đức Chúa Trời. Cái phần mục thứ bảy này thì nhấn mạnh về cặp nam nữ nào cũng phải cầu nguyện để nhìn thấy sự dẫn dắt của Đức Trời, sự đồng ý của Đức Trời, hoặc là nhìn thấy cái sương sương của Đức Trời đã dành tặng cho chính bản thân của người đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các vị mục sư đã cùng nhau học bài này. Tôi xin giao lại chung sư các em trên đất. Dạ, cảm ơn Mục sư Thọ rất nhiều. Thưa quý tôi tớ của Chúa, bài học này rất là quan trọng. Chúng ta cũng cầu xin Chúa giúp cho chúng ta cũng nghiên cứu lại thật cẩn thận để chúng ta có thể giúp đỡ cho các bạn trẻ. Vì ngày hôm nay thì cái suy nghĩ không chỉ là những người tín đồ, mà suy nghĩ của những người đã hầu Chúa lâu năm cũng có phần lệch lạc ở trong vấn đề này. Nhiều khi chúng ta không có dạy dỗ các tín hữu của chúng ta về các tiêu chuẩn của Kinh Thánh, rồi họ cũng phần phải khi mà chọn bạn đời cũng phải lưu ý các đức tính đúng nữa, về cái hoàn cảnh nữa, rồi yêu thương và chấp nhận lẫn nhau. Và cái quan trọng hơn hết là đó là chúng ta đảm bảo được trong hôn nhân và có sự đảm bảo về ý muốn của Đức Chúa Trời.
Và một điều mà chúng ta cũng lưu ý đó là nhiều khi các hệ phái khác giáo lý cũng là một cái vấn đề khốn khổ cho hôn nhân của các bạn trẻ nữa. Tại vì đến ngày Chủ nhật thì chồng vợ chồng đi nhóm một nơi, rồi vợ thì đi thờ phượng Chúa một nơi, rồi chúng ta cũng rất khó để dạy dỗ và giáo dục con cái nữa. Cho nên khi mà chọn bạn đời thì chúng ta cũng giúp các bạn trẻ, thì chúng ta có đồng ý với nhau về các giáo lý không, về Đức Chúa Trời không, cách dạy dỗ của con cái hay không, thì đây cũng là vấn đề chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Và tất nhiên thì nó sẽ luôn luôn tiêu chuẩn Kinh Thánh là không được kết hôn với những người khác không có tin Chúa, vì đây là mạng lệnh của Chúa, chớ mang ách chung với người chẳng tin. Nhưng mà chúng ta thấy điều này không phải là không có. Nhiều bạn trẻ đã chọn người bạn đời với là những người không tin Chúa, và họ hy vọng là sau khi cưới nhau thì họ sẽ biến đổi người chồng, người vợ đó. Nhưng mà thực tế ra thì nhiều cặp hôn nhân như vậy thì không có hạnh phúc, và thậm chí có thể dẫn đến ly dị và không ảnh hưởng rất là xấu cho đến cho danh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa giúp cho mỗi một quý tôi tớ của Chúa có mặt ở trong phòng Zoom này là những người sẽ giúp đỡ các bạn trẻ một cách tốt nhất trong những thời gian sắp tới. Và chúng ta cầu xin trong những ngày tới chúng ta sẽ có những cái lớp tiền hôn nhân này cho các bạn trẻ, để giúp đỡ các bạn trẻ xác định và biết được tiêu chuẩn Kinh Thánh và ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa. Từng ngày trôi qua trong anh, nghe trong lòng anh với bao ưu phiền. Từng suy tư miên man nơi đây, chợt lòng này muốn có ai cạnh bên. Đợi một người nào đó Chúa đã dành cho anh trong cuộc đời. Là đời em đây mà, chính em is only you. Có ánh sáng soi trên đường em đi, có chút nắng vương trên ngày em về, có thon chút bối rối trong anh và anh đã yêu mất rồi. Xin Cha ban cho em những phút giây yên bình, dẫu có những sóng gió những lúc em yếu lòng, thì xin hãy nhớ rằng ngày sẽ bên em mãi mãi. Nguyện cầu Cha luôn đi bên ta. It's only you, đến suốt cuộc đời. It's only you, sẽ không thay đổi. It's only you, có anh đây rồi. Cảm tạ Cha ban cho chúng ta tình yêu này. Yeah, ready. Này em ơi, anh sẽ kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ, hát em nghe bài tình ca, mua tặng em bó hoa màu đỏ. Ngày trôi qua, anh sẽ yêu em nhiều hơn những gì anh có, vì em là người con gái mà anh gọi là chân ái. Dạ, anh sẽ bên em mãi nè, anh sẽ thương em mãi. Và dẫu cuộc đời vất vả, anh sẽ yêu em thôi nha. Nhưng trên hết em yêu Chúa ở với chúng ta mà, có Chúa là tất cả thì anh cùng em vượt qua nha. Mãi trong tim này only đôi tay này only you, vẫn luôn đong đầy. Nguyện cầu Cha luôn đi bên ta. It's only you, đến suốt cuộc đời. Only you, sẽ không thay đổi. Only you, có anh đây rồi. Cảm tạ Cha ban cho chúng ta tình yêu này.